Phần đầu tiên của chúng ta hôm nay á, cô sẽ dạy cho con cái nhóm vần mới, đó là nhóm vần có âm o là âm đệm. Thì hai phần đầu tiên của chúng ta là vần oa và vần oe. Cô giới thiệu phần đầu tiên là vần oa. Vần oa gồm âm o đứng trước ghép với âm a đứng sau. Cả lớp phát âm theo cô: oa, oa. Chúng ta đánh phần o a oa, o a oa. Các con đánh phần theo cô nhé: o a oa. Tiếp theo, vần oa khi ghép với âm hờ đứng trước và dấu nặng nằm dưới âm a, chúng ta được tiếng mới, đó là tiếng hờ oa hoa nặng họa, hờ oa hoa nặng họa. Tiếng họa có trong từ họa sĩ. Chúng ta nhìn thấy đây là họa sĩ, là người có khả năng sáng tác ra các tác phẩm hội họa mang tính chất nghệ thuật cao. Từ mới của chúng ta hôm nay đó là từ họa sĩ. Đọc lại cho cô: họa sĩ. Tiếp theo, phần thứ hai, vần oa khi được thay thế âm a đứng sau thành âm e thì chúng ta được vần mới, đó là vần oe. Vần oe khi đọc giống vần có âm o ở đầu thì các con phải đọc tròn miệng. Phát âm lại cho cô: oe. Rồi chúng ta đánh phần o e oe, o e oe. Vần oe ghép với âm s và thanh huyền trên âm e thì chúng ta được tiếng mới: s oe xoe huyền xòe, s oe xoe huyền xòe. Các con chú ý dấu thanh đặt trên âm e vì âm e là âm chính. Tiếng xòe có trong từ múa xòe và đây là điệu múa đặc sắc của người dân tộc Thái. Điệu múa này thể hiện sự đoàn kết của dân tộc Thái đó các con. Vậy chúng ta có từ mới, đó là từ múa xòe. Đọc lại cho cô: múa xòe. Đọc cả bài: oe sờ oe xe huyền xòe múa xòe. Chúng ta đọc cả hai phần: oa hờ oa hoa nặng họa, họa sĩ. Oe sờ oe xe huyền xòe múa xòe. Có con đọc nhiều lần cho ba mẹ cùng nghe nhé. Tiếp theo, cô giới thiệu cho các con bốn từ ứng dụng. Các con tìm cho cô tiếng có phần oa, đó là tiếng nào nè? Đây, cô sẽ đánh phần và cả lớp đọc theo cô nhé: oa, khờ oa khoa, có trong từ sắc giáo khoa, sắc giáo khoa. Tiếng tiếp theo, vần oa hờ oa hoa huyền hòa, có trong từ hòa bình, hòa bình. Các con cứ tìm cho cô tiếng có phần oe. Đây, các con tìm được không nè? Oe chờ oe che huyền chòe, chích chòe, chích chòe. Tiếp theo, oe hờ oe khoe hỏi khỏe, mạnh khỏe, mạnh khỏe. Chúng ta vừa đọc xong bốn từ, cô đọc lại một lần nữa cho các con nghe nhé: sắc giáo khoa, hòa bình, chích chòe, mạnh khỏe. Cô giải nghĩa một số từ cho các con. Từ sắc giáo khoa, đó là loại sách cung cấp kiến thức cho chúng ta
Nó dành cho các bạn học, dùng để học và để dạy ở trường. Từ tiếp theo là từ hòa bình. Đó là một cái trạng thái xã hội không có chiến tranh, đất nước được hòa bình. Chim bồ câu cũng thể hiện cho hòa bình đó các con. Từ tiếp theo là từ chích chòe. Đây là chú chim có kích thước trung bình. Chú ăn sâu bọ và có thể vừa nhảy vừa hót rất hay. Trong bài thơ ứng dụng cô vạch chân trước tiếng có vần chúng ta đang học, các con đánh vần theo cô nhé. Hờ qua khoa, sờ que xe huyền xòe, khờ que khoe. Cả lớp đọc lại cả bài cùng cô. Hoa ban xòe cánh trắng, lan tươi màu nắng vàng, cành hồng khoe nụ thắm, bay làng hương dịu dàng. Khi đọc bài này, các con chú ý cuối câu chúng ta phải có ngưng nghỉ một chút xíu nha các con. Rồi các con sẽ rèn đọc nhiều hơn để đọc trôi chảy. Tiếp theo, đây là chủ đề luyện nấu của chúng ta. Sức khỏe là vốn quý nhất. Trong hình con thấy các bạn nhỏ đang tập thể dục để giữ gìn cho cơ thể mình thật khỏe. Các con còn phải ăn đủ chất và ngủ đúng giờ. Các con có nhớ không nè? Ngoài ra trong mùa dịch này, bệnh này các con phải đeo khẩu trang khi ra ngoài và phải rửa tay thường xuyên. Tiếp theo, cô sẽ cho các con chơi trò chơi. Đó là trò chơi hái quả. Các con có thích không nè? Đây là những cái quả màu đỏ có những cái từ mà chúng ta đã học. Có vần oa và vần oe, và các con sẽ tìm những quả nào có vần oa và vần oe hái xuống. Các con có làm được không? Cô ví dụ nhé. Khi chúng ta chọn quả quả màu đỏ rơi xuống, quả này có vần oa và chúng ta sẽ đọc lớn, đó là từ cái loa. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ tìm từ nào không có hai vần oa và oe thì quả sẽ không rơi xuống nha. Rồi, cô chào tạm biệt tất cả các con. Chúc các con luôn vui khỏe.